Thưa quý vị, nếu như chúng ta hình dung cuộc đời của chúng ta là một cái hành trình, thì chúng ta sẽ đi trên cái hành trình đó, trên một cái cỗ xe. Và cái phần giữa ta, cỗ xe tiếp xúc trực tiếp với cái mặt đường đó là cái bánh xe. Làm sao để ta có được một cái cuộc sống mà nó cân bằng hài hòa giữa gia đình nè, công việc nè, cuộc sống nè, mưu cầu hạnh phúc nè, vân vân, thì có bao nhiêu tiêu chí để ta cần phải đo lường đánh giá? Thì thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị một cái bộ công cụ hiện nay là được đánh giá là hay nhất, thực tế nhất ở toàn cầu chứ không phải ở riêng Việt Nam. Thì bộ công cụ đó xin được giới thiệu đến quý vị, nó gọi là cái Wheel of Life, cái bánh xe cuộc đời. Thì bánh xe cuộc đời chúng ta nó cơ bản có 8 cái nan hoa. Mỗi cái nan hoa này thiếu một cái là cuộc sống của chúng ta, ta sẽ cảm nhận được cái sự gồ ghề, cái sự gập ghềnh của nó. Để bắt đầu, Thạc sĩ Trần Hữu Đức đã mời các khán giả tham gia vào một hoạt động nhỏ. Tất cả mọi người được phát cho 3 quả bong bóng vàng, xanh, đỏ và dùng hơi thổi. Sau đó, họ bắt đầu đánh giá mức độ hài lòng về 8 khía cạnh cuộc đời theo thang điểm từ 1 đến 5. Bước kế tiếp của chúng ta là gì? Bây giờ chúng ta sẽ hình dung nè. Bánh xe cuộc đời của tôi tròn hay méo? Với cái mà tôi chiếu lên, các anh chị sẽ hình dung rằng là ôi trời ơi, nếu như cái bánh xe của tôi nó méo như thế này thì chả trách cuộc đời tôi sao cứ gặp ghềnh khúc khuỷu. Khi nó tròn thì ta cảm nhận chất lượng của cuộc sống. Khi gặp ghềnh thì gọi là cuộc sống và công việc mất cân bằng rồi. Các anh chị chuẩn bị sử dụng bong bóng ha. Ai ở đây bánh xe cuộc đời của các anh chị ngay thời điểm này là tròn vành vạnh, mời các anh chị giơ bong bóng màu xanh lên cho chúng tôi biết. Rồi, xin được chúc mừng, trong khán phòng chúng ta có được 5 người. Ai hiện giờ bánh xe cuộc đời của mình có lồi, có lõm, tức là bánh xe sẽ gập ghềnh, mời các anh chị giơ bong bóng màu đỏ lên. Đỏ thế, đỏ gì mà đỏ thế. Rồi các anh chị vừa giơ vừa nhìn xung quanh thử coi. Bong bóng đỏ ngợp trời. Thường chị em phụ nữ ở nơi công sở thì đó, như lúc đầu tôi có nói là họ phải hai vai hai gánh, và dẫn đến là họ hay quên bản thân, họ ít có thời gian để chăm sóc cho chính bản thân của mình. Thì cái đó là nếu như ai mà rớt vào cái trường hợp này thì hãy nên thực sự ngưng lại hết mọi thứ, đánh giá lại cuộc đời của mình đi và có cái đầu tư thích đáng. Tại vì nếu như ta không phát triển, nếu như ta không giỏi hơn lên, nếu như ta không thành công, ta không hạnh phúc, thì làm sao ta có thể làm cho những người thân yêu của ta có thể thành công và hạnh phúc được. Cho nên hãy bắt đầu từ chính bản thân của mình. Từ những đánh giá ban đầu, Thạc sĩ Trần Hữu Đức đã đưa ra giải pháp cho những ai đang mất thăng bằng trong nghề nghiệp, tiền tài và tình cảm dành cho những người yêu thương. Cái đầu tiên xin được chia sẻ đó là góc độ về nghề nghiệp. Như lúc đầu tôi có nói, đi làm là để sống, chứ không phải sống là để đi làm. Vậy điều đó chúng ta sẽ thể hiện vào trong công việc của chúng ta như thế nào? Hay nói cách khác, chúng tôi thường hay dùng là hãy đem cuộc đời vào bên trong công việc. Cuộc sống của chúng ta có ước mơ gì? Thì quý vị lúc đó sẽ thấy vai trò của cái sự nghiệp của chúng ta, nó phục vụ cho ước mơ đó. Quý vị có muốn là người nổi tiếng? Hay quý vị muốn có thật nhiều tiền? Hay quý vị muốn thảnh thơi, thanh nhàn? Hoặc có người chỉ cần khỏe mạnh, hồn nhiên là được rồi. Hoặc có người ước mơ có một cuộc sống tiện nghi. Nếu như đó là một ước mơ quan trọng, hãy đi kiếm cái hình cho nó, và hãy dán cái hình nó ở trước mặt của ta, để mỗi ngày ta đi làm ta biết ta đi làm để thực hiện cái ước mơ đó. Đó là cái mục tiêu của ta. Và để mắt được nhìn càng nhiều thì não của ta càng lấy số liệu đó, hình ảnh đó và ghi nhận, để rồi chuyển hóa thành tư duy, chuyển hóa thành những cái sự thăng tiến trong công việc của chúng ta. Để mỗi khi chúng ta bị sếp la hoặc khách hàng than phiền, ta thấy mọi gối chồn chân, ta nói đi làm chi mà cực thế, thì những cái tấm hình này
là tiếp thêm cái nguồn năng lượng cho chúng ta. Về khía cạnh tiền tài, Thạc sĩ Đức đã gợi ý mô hình theo kiểu mẫu của đất nước Singapore. Thì cái công thức tôi đang trình chiếu ở trên kia là công thức của chính phủ Singapore dạy cho công dân Singapore về cách sử dụng tiền của họ. Và đó cũng là một trong những cái bí quyết mà giúp cho đảo quốc Singapore nó nhỏ nhỏ, xinh xinh bé bé, khoảng thành phố Hồ Chí Minh thôi. Dân bây giờ đông không bằng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng GDP thì lớn hơn nhiều lần so với cả quốc gia của chúng ta. Có nhiều nguyên nhân, có nhiều bí quyết, nhưng đây là một trong những bí quyết của họ, là mỗi một công dân như vậy đều biết cách xài tiền.